Hello anh em, hôm nay thì bên Huy lại đi bàn giao một cấu hình array. Hiện tại thì Huy đang có mặt tại Khánh Hòa nha. Chào anh. Dạ. Hello anh em, hiện tại thì bên Huy đang lắp đặt bộ loa nhé. Đây là cấu hình loa chính mọi người này. Bộ này thì đi array một cặp sub sub 50 ADD Pro mẫu lớn và hai cặp array 40. Ở đây mình là dàn nhạc gì anh nhỉ? Thanh Long Nguyễn. Thanh Long Nguyễn hả? Dạ. Ok, ở tại Khánh Hòa Nha Trang. Đây là bộ loa một cặp sub và hai cặp array. Trong này thì có monitor luôn nha mọi người, một cặp monitor 40 nữa. Đó, đây cấu hình loa. Cái tủ máy thì 12 U rất là gọn nhẹ. Bộ máy đi hai đẩy nha anh em. Một con đẩy trên này đánh monitor này, con đẩy dưới 4 kênh thì đánh một cặp sub với hai cặp ray. Bộ này thì Huy đi mang số XM Plus. Lát sẽ móc effect lên mixer này làm hai đường mic ha. Và micro KR902 con quản lý nguồn. Trên đây là mixer 12/2 mọi người. Đó, đây là bộ dàn máy. Bắt đầu setup nha anh em. Đây thì anh khách đang cúng. Đắc lắc xuống á. Và em lắp đắc lắc xong em xuống đây. Năm mấy giang lên đâu? Dạ, đầu năm. Hiện tại đang chạy bộ array, chưa chạy voi to ha.
mãi đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tàn bóng đêm bình minh rồi sẽ mang đến âm sáng. Cứ vô cửa hàng khác mình không tin mà. Một mình mang theo còi nhớ, cha nay em chuyện ngày xưa, giọt lệ sầu trách ai vô tình. Đêm đêm mưa đi mình nhào công em, dấu tình sầu nhào vội phai. Đêm tâm sự xa môi vẫn nhớ, qua cơn mê yêu người nào như thế. Cho đội bao nhiêu thử ta. À, đây là số, bây giờ em mở số 3 nha, bắt số 3 đi, được chưa? Được chưa? Kiếp lâm tâm, một mình mang theo còi nhớ, cha ta em chuyện ngày xưa, giọt đẹp sầu trách ai vô tình. Chuyện đêm mưa, kỷ niệm nào vui không em, dấu tình sầu đã vội phai. Đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ, qua cơn mê yêu người là như thế đó. Thu sầu tôi vẫn cô đơn, dần hơn nào có đêm mưa buồn. Tình vơ vơ giăng từ nghẹn ngào không em, tôi vẫn chờ người tôi yêu duy kỷ mình. Cảm ơn anh, chúc anh gia đình sức khỏe, là làm ăn luôn đắt xô ha. Rồi. Sau này có vấn đề gì thì cứ liên hệ bên em hỗ trợ nhé. Dạ ok, cảm ơn anh. Chúc công ty em lúc nào cũng thịnh vượng. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ thì bên Huy sẽ xin phép anh khách là Huy sẽ về công ty trước, tại vì là bên công ty có việc gấp. Chính vì thế là Huy sẽ chạy về ở đây, thì anh em sẽ tiếp tục là buổi bàn giao, sẽ quay clip để gửi tới mọi người nha. Thanh nhớ quay video nhé Thanh. Ừ, quay video đi sau nhé. Thôi. Xin phép. Dạ. Chỉ hồ án em là chết và thay một năm sau. Cái này anh không phải tùy tiện nhé. Ví dụ dòng ai nhiều chết, ai ít chết là anh phải tùy tiện ở đây mà. Ví dụ dòng anh nhiều chết đúng không? Là em chào. Ví dụ năm nhiều sau năm anh nhiều chết hoặc ít chết thì em phải tăng lên. Hai sau. Đúng không? Tiếp theo, MF là tiếng Trung. M2. Đây là cả Trung bán cho Trung chết nha. Đây. Mở thai một năm sau, tiếng này là không hát nè, tiếng nó bị. Ví dụ mà anh mở lớn quá thì tiếng vào studio. Mở thai một năm sau, anh canh làm sao? Đến 12 giờ. Anh canh làm sao? Ví dụ dòng ai anh cảm thấy nhiều tiếng Trung, để anh giảm trục. Mà dòng ai thử tiếng Trung thì anh canh lên. Tiếp theo nữa là like, lời em là tiếng bát. Mở thai một năm sau.